xây. Thử thách chạy trên đường đá. Trường đang thử thách cho về nhà cái này, xe nó có bị hư không? Bánh cái xe luôn. Về hư chiếc xe luôn. Về mẹ sẽ tặng cho Cường một cái bằng khen. Lái này sao rớt xuống sông luôn. Không được đâu. Về cho mẹ coi đó, mẹ tặng cho cái bằng khen. Đường không đi, chui vô gạch đá sỏi để đi. Về manh luôn cái này. Dòng luôn bánh xe. Đó. Đó. Định nổi tiếng mà. Đường thường không lái, lúc vô đường gạch lái. Đường gạch bây giờ tới đường đang sửa. Cuối cùng đã được phát hiện, Cường sẽ được nổi tiếng.